À, xin chào các anh YouTube bật lửa đẹp của Ame Shop. Hôm nay thì em xin làm một clip gửi đến các anh, giới thiệu các anh một sản phẩm bật lửa Zippo mới cập đến Ame Shop với mã hàng là 29838. Các anh nhớ giúp em mã sản phẩm là 29838 các anh nhé. Các anh có thể truy cập website là ame.vn, có tìm kiếm là 29838 đấy, để xem được những hình ảnh chi tiết của sản phẩm này đấy. Một bộ sản phẩm rất là mới đấy, mới cập đến Ame Shop, được rất nhiều các anh săn đón cũng như là đặt mua đấy. Sản phẩm Zippo chính hãng nhé, bao gồm một chiếc bật lửa này. Đấy. Sản phẩm hộp của chúng ta thì đi kèm thêm một bộ giấy tờ của hãng Zippo nữa. Đấy. Một bộ sách cũng nhiều thứ tiếng. Đấy. Hàng chính hãng canh nhé, được bày shop bảo hành độc quyền lỗi 1 đối 1 cũng như là bảo hành trọn đời bởi công ty Zippo. Đấy. Các anh yên tâm sử dụng. Khi nhận hàng thì các anh hoàn toàn được quyền kiểm tra trước khi thanh toán. Đấy. Nếu đúng hàng như các anh xem được thì các anh mới phải trả tiền. Đấy. Các anh hoàn toàn yên tâm. Đấy. Một sản phẩm bật lửa Zippo với chất liệu là chrome sơn tĩnh điện. Đấy. Được sơn tĩnh điện phần Zippo, khắc hình Zippo đây. Đấy. Rất là đẹp. Đấy. Tông màu tối một chút. Đấy. Dành cho các anh nào mà thích có cách kiểu trầm trầm một chút. Đấy, trên nền chôm xước nhé. Đấy, cái nền chôm xước lại được rất nhiều canh ưa chuộng. Các anh xem cái bản lề này, mộc đáy này. Đấy. Máy xe cũng như là buồng đốt đấy. 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 Bán hàng chính hãng thì không phải sợ gì hết. Đấy. Sâu ra cho các anh xem luôn. Các anh có thể bật chế độ Full HD lên xem các góc cạnh chi tiết của sản phẩm. Đấy. Tiếng kêu nhé. Đấy. Nếu anh nào mà kết cái sản phẩm Zippo này thì có thể comment số điện thoại bên dưới cái video này hoặc là gọi lại trực tiếp cho Ame Shop qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình, để có nhân viên của Ame Shop gọi cho các anh để tư vấn cho các anh về sản phẩm cũng như là hỗ trợ các anh trong việc đặt hàng. Đấy. Cảm ơn rất là nhiều ạ.